câu chuyện thông tin giữ lại bản sắc tham gia hội thi quân đội tuyên truyền lưu động huyện Bắc Yên xin phép gặp lại. Một lần nữa xin được kính chúc quý đại biểu khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo cùng các bạn bè đồng nghiệp lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La năm 2023 thành công rực rỡ.